18. Đau mặt sẹo. Cậu đi đâu đó? Các anh em vẫn theo chưa kịp. Nhanh lên. Các anh em, mau lên. Mau, mau lên. Mau, mau. Mau lên, mau. Đi theo. Mau, đội trưởng, anh giúp chúng tôi đi nhanh. Sao anh còn không đi? Câm miệng. Đội trưởng đang đợi người chứ gì. Cẩn thận tôi tán cậu. Đi theo. Mau. Lý trưởng quan, sao cô ở đây? Sao tôi lại ở đây sao? Nhìn đi đâu đấy? Tôi tới tiễn anh. Thật không ngờ tới. Cái này tôi không lấy được. Hoa của tôi sao? Đừng tự mình đa tình nữa. Tôi mà hãy tặng hoa cho anh sao? Người đó tặng. Cô ấy ngượng nên không đến, nên bảo tôi tới làm bà Mai. Được rồi, đừng nhìn nữa. Các anh đi đánh trận sao? Cũng gần như vậy. Vậy cho tôi đi với, tôi cũng muốn đi đánh trận. Cô đánh trận sao? Có gì mà buồn cười. Lần trước lúc Khổng Các Thần đến đánh núi Phượng Hoàng, tôi cũng tới chiến trường còn gì. Phải phải, Lý trưởng quan là nữ anh hùng. Nhưng lần này chúng tôi không đi đánh trận. Nhiệm vụ của chúng tôi là đến đảo Ân Dụ canh gác giám sát. Đi giám sát ai? Không, không có. Tôi cũng nói bừa thôi. Được rồi, tôi đi đây. Lão Ân Dụ, đó không phải chỗ Mạnh Vân Tiêu cho Bác Lộ nghỉ ngơi sao? Mạnh Vân Tiêu. Ngồi một lát. Cho tôi điếu thuốc. Mạnh Vân Tiêu. Mạnh Vân Tiêu, anh là đồ khốn. Sao cô cứ muốn chửi tôi thế? Cô thích tôi thế sao? Nói, có chuyện gì? Tôi hỏi anh, anh tại sao đề phòng quân Bắc Lộ chúng tôi? Ai đề phòng quân Bắc Lộ các cô chứ? Anh chứ ai? Anh điều tôn hòa thượng tôi là ông dụ canh gác giám sát. Thế không phải đề phòng Bắc Lộ chúng tôi thì là gì? Sao cô biết? Anh không cần biết sao tôi biết được. Dù sao bây giờ tôi đã biết. Anh làm như vậy là không tin Bắc Lộ chúng tôi. Đây chính là phá hỏng chuyên tiếng dân tộc thống nhất kháng Nhật. Anh biết không? Nhìn tiểu nhà đầu cô kìa. Tôi làm vậy là có lòng tốt. Hai quân đội ở cùng nhau sẽ dễ gây chiến. Tách nhau ra có gì không tốt? Đừng tưởng tôi không biết anh có tâm tư gì. Dù sao thì đám đàn ông thối các anh đều đề phòng nhau như đề phòng sói. Nhau sao? Vậy bên đó là ai chứ? Tôi không biết. Dù sao tôi không nói. Bác Lộ cũng đề phòng chúng tôi, đúng không? Thực ra các anh đều là người tốt, nhưng giữa mấy anh quá thiếu tin tưởng nhau. Như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, anh biết không? Giải thích không thông. Chúng ta vào xem. Được, đi. Đứng lại. Người anh em, chúng tôi là tung đội độc lập. Đến chỗ các cậu xem. Không được, không có lệnh. Các anh không được vào. Mở to mắt ra mà xem. Cậu còn phải kính lễ với tôi đấy. Không có mệnh lệnh, không ai được phép vào. Hình như đây là địa bàn của chúng ta thì phải. Tại sao không được vào? Tôi cứ vào đấy. Thủ trưởng đã nói, để tránh gây hiểu nhầm với hữu quân. Không có mệnh lệnh, không được tùy ý vào. Nếu ông đây nhất định phải vào thì sao? Nếu anh dám liều mình xông vào, hậu quả tự chịu. Hậu quả tự chịu sao? Đội trưởng tới rồi sao? Sao không đánh tiếng trước?
Đại đội trưởng Đỗ, ngưỡng cửa của anh quá cao, các anh em không vào được. Anh em đó của anh không hiểu chuyện cho lắm, hành sự cứng nhắc. Tôi giúp anh giáo huấn cậu ấy. Đắc tội rồi. Thằng bé này vừa mới nhập ngũ không bao lâu, đắc tội rồi người anh em. Nhưng để tránh hai quân phát sinh hiểu nhầm, cấp trên quy định cấm chỉ tới chỗ của nhau, nhưng đội trưởng anh ngoại lệ. Mời. Đi, đi. Hút thử xem. Không cần. Anh xem. Hút thử xem. Làm gì có đàn ông nào không hút thuốc chứ. Dương Tư Lệnh, anh sao thế? Vết thương của anh lại đau rồi sao? Sao vậy? Đúng. Anh sao thế? Anh hút thuốc sao? Tôi nhìn thấy rồi, một đám khói bay qua. Trong tay của anh còn cầm cái gì đó. Tôi chỉ hút thử thôi. Sao anh như trẻ con, không nghe lời vậy chứ? Đưa đây. Cái gì? Thuốc lá. Tôi không có, cô xem. Tôi không đòi anh. Nói anh ấy. Liên quan gì tới tôi? Không liên quan tới anh sao? Đúng thế. Lão Dương, anh không trượng nghĩa. Mau lên, không tôi giận anh cho xem. Cô đừng trợn mắt thế chứ. Có gì từ từ nói. Còn nửa đứa nữa. Cô ba, tịch thu toàn bộ. Chị Thục Quý, chị Thục Quý, chị mau qua đây. Ở đây có rất nhiều cá. Mau qua đi, có rất nhiều cá. Dương Tư Lệnh này, nữ đồng chí bác lộ này của anh cũng rất là lợi hại đấy. Mới phát hiện cô ấy lợi hại sao? Đồng chí Thục Quý xuất thân từ hào môn đấy, sau đó tham gia vận động học sinh sinh viên. Trong quân bác lộ chúng tôi còn rất nhiều cô gái giống như cô ấy. Đảng Cộng sản các anh thật là lợi hại. Anh nói xem, đánh nhau giống dân đảng nhiều năm vậy rồi, bây giờ lại có thể cùng nhau kháng Nhật. Sự cởi mở này khiến tôi nể phục. Người Cộng sản đảng chúng tôi đề cao lợi ích của dân tộc. Điều này có khác biệt cơ bản với nghĩa khí giang hồ mà các anh nói. Mạnh Tư Lệnh, chúng tôi làm gì lợi ích của dân tộc nên khiến chúng tôi đoàn kết chặt chẽ với nhau. Khó khăn vô cùng lớn của quốc gia sao? Dương Tư Lệnh, tuy tôi tốt nghiệp trường quân đội, nhưng tôi không có ý định tham gia quân đội. Nếu không phải chiến tranh kháng Nhật, tôi cũng là một người thông dong, dắt chó nuôi chim. Cổ nhân nói rất đúng. Thời thế tạo anh hùng. Báo cáo. Nói. Mạnh Tư Lệnh là tư lệnh của quân bạn chúng ta. Có gì cứ nói, không cần tránh. Tư lệnh, Vạn Minh báo cáo, có mấy chiến sĩ đi sang đại đội phía dưới, phát sinh vài việc không vui. Đặc phái viên, là tôi. Ngồi đi. Thế nào, các anh em gây rối một lúc, bác lộ cũng nhịn. Được, đau mặt sẹo, nhất định phải đuổi bác lộ đi khỏi. Tuy bây giờ đang liên hợp kháng Nhật, nhưng chính phủ quốc dân sẽ không thật lòng hợp tác với đảng Cộng sản. Chỉ cần cậu làm tốt, tôi đảm bảo cậu sẽ thăng quan phát tài. Cảm ơn đặc phái viên. Đặc phái viên được quốc quân phái tới là chính thống.
Sau này tôi theo anh. Tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, không được để Mạnh Vân Tiêu hợp tác với Bác Lộ. Mạnh Tư Lệnh đánh trận tốt, nhưng về chính trị thì mơ hồ. Bác Lộ cộng sản đảng đến đâu cũng tranh địa bàn. Nếu các cậu không tỉnh táo, đội ngũ của các cậu sớm muộn cũng đổi họ. Tôi biết rồi. Ngồi đi. Còn tên dương quan của Tư Lệnh Bác Lộ ăn ở cùng chỗ với Mạnh Tư Lệnh. Tôi rất lo Mạnh Tư Lệnh sẽ trúng kế. Đây là cho tôi sao? Cầm lấy đi. Cảm ơn Đặc Phái Viên. Làm cho tốt, quốc gia sẽ không quên cậu. Cảm ơn Đặc Phái Viên. Tôi nguyện làm trâu làm chó cho quốc đảng. Được. Ai? Không hay rồi, đủ đạn, nằm sắp xuống. Đi, đuổi theo. Đi. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Báo cáo, có người lẻn vào quân doanh, ném một quả lựu đạn vào chỗ tôi. Có ai bị thương không? Cũng may quả đó đạn lép không nổ. Người đâu rồi? Chạy mất rồi, không bắt được hắn. Lựu đạn được xử lý rồi, cho nên không phát nổ. Đã tốn công ném lựu đạn vào, tại sao xử lý không cho nó nổ chứ? Xem ra người ném lựu đạn không muốn có người bị thương. Mục đích chỉ có một, chính là cảnh cáo chúng ta. Muốn đuổi chúng ta đi. Đúng. Ai muốn đuổi chúng ta đi? Dựa vào cái gì mà đuổi chúng ta đi chứ? Xem ra chúng ta ở đây có người không vui. Chính quỷ, ý anh là Tôn đội độc lập sao? Phần lớn người của Tôn đội độc lập thật lòng thành ý muốn hợp tác với chúng ta. Nhưng chúng ta cũng thấy được thành phần của Tôn đội độc lập rất là phức tạp. Trong số họ có rất nhiều người từng làm thổ phỉ. Đối với họ mà nói, địa bàn là tính mạng. Hơn nữa quốc dân đảng chúng ta vào cũng rất sâu. Vậy Tư Lệnh ở bên đó có gặp nguy hiểm gì không? Sao vậy nha đầu? Có gì vui thế? Thành đôi với người ta rồi sao? Chưa. Có cần chị nói chỉ hồng cho hai người không? Không cần. Em còn không biết người ta có thích em không nữa. Anh ta dám sao? Chị, đừng nói em nữa. Chị thì sao? Em biết tâm tư của chị đều ở chỗ Mạnh Tư Lệnh. Nói lung tung. Em đâu có nói lung tung. Thực ra mọi người đều biết tâm tư của chị với Mạnh Tư Lệnh. Chỉ có Mạnh Tư Lệnh vẫn không biết gì. Chị, như này chẳng giống chị tí nào. Trước giờ chị làm gì đều nói là làm. Lần này chị sao thế? Cũng không biết tại sao cứ nhìn thấy anh ấy, chị chẳng nghĩ ra được gì. Chị, em nói chị biết, tới khi đó chị sẽ hối hận. Chị xem đứa trưởng quan của Bác Lộ đó còn mạnh hơn chị. Người ta thích rồi lại dám lượn đi lượn lại trước mặt Mạnh Tư Lệnh, còn bắt chuyện làm nũng. Đừng nhắc con đàn bà thối đó trước mặt của chị, được không? Em không nhắc nữa. Chị phải chủ động hơn chút. Chị không biết người ta có thích chị hay không. Em có một ý hay. Em sao? Con nhà đầu em có ý hay gì được chứ? Chị không nghe. Chị không nghe em không nói nữa. Giờ chị đang nghe còn gì? Dương Tư Lệnh của Bác Lộ đang ở chỗ chúng ta dưỡng thương còn gì.
Em thấy Mạnh Tư lệnh sẽ nghe lời của Dương Tư lệnh. Chị nhờ Dương Tư lệnh làm mối, chắc chắn là được. Không, chị không cần mai mối. Chị muốn đích thân nói với anh ấy. Từ đó tôi đã làm thổ phỉ, rồi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Phó tư lệnh quả Phượng Hoàng tuy là phụ nữ, nhưng làm được như vậy thật sự là rất giỏi. Sự thật chứng minh cô ấy không nhìn nhầm người. Phượng Hoàng quả thực là một nữ anh hùng hiếm có. Lai lịch của cô ấy như thế nào? Sao làm thổ phỉ vậy? Cô ấy kể cha của cô ấy năm đó là đại đương gia ở núi Phượng Hoàng. Năm cô ấy 10 tuổi bị cổ kính trai thu nạp, sau đó lừa vào huyện thành rồi giết chết. Cô ấy thì bị bán vào kỷ diện, sau đó cố tự thắng cứu cô ấy ra, rồi giúp cô ấy dựng lên đội ngũ này. Không dễ dàng. Trong lúc giặc Nhật xâm lăng, cô ấy không bị uy hiếp hay mê hoặc bởi lớp cổ quân Nhật, mà lại kiên quyết phất lên ngọn cờ kháng Nhật, không hề kém cạnh qua Mộc Lan. Đây là nguyên nhân cuối cùng tôi tham gia đội ngũ này. Phượng Hoàng so với đám chư hầu các ngã ngoài mặt thì đề cao tinh thần yêu nước, nhưng sau lưng lại cấu kết với bọn Nhật, thì Phượng Hoàng xứng đáng được tôi tín nhiệm hơn. Phó tư lệnh, tư lệnh có trong đó không? Có, đang ở trong phòng. Được, cậu đi làm đi. Dân Mạnh tư lệnh, nghe nói phu nhân áp trại này của anh giúp anh cướp lên núi. Đúng là có việc này. Lúc đó tôi không muốn làm thổ phỉ, vậy tôi phải dạch lá tìm sâu. Tôi nói ông này không có nữ nhân không ngủ được, không sống được. Chính vì câu nói này, cô ấy đi xuống cướp một nữ nhân lên núi cho tôi, là Mạc Bích Lan. Hay cho một nữ tư lệnh dám làm dám chịu, tuy rằng hành sự lỗ mãng nhưng cũng toát ra một khí chất anh hùng. Mạnh tư lệnh, anh không động lòng với nữ anh hùng như này chứ? Dương tư lệnh, nói thật lòng vì chúng ta cũng không phải người ngoài. Anh đừng thấy tôi như này, chứ tâm tư tôi rất tinh tế. Vợ tôi phải biết lãng mạn, phải nữ tính. Lúc nhàn rỗi chúng tôi sẽ đi dạo trên bờ biển, không thì ở thư phòng nghe cô ấy đánh khúc piano tuyệt vời. Lúc đó tôi sẽ cầm cốc rượu vang, đứng gần lặng lẽ nhìn cô ấy. Phải vậy. Không nhìn ra anh lại là một người lãng mạn. Nhưng mà Mạnh tư lệnh, tôi nhìn ra được, quả Phượng Hoàng ngưỡng mộ anh. Phượng Hoàng không phải một phụ nữ thông thường. Trong mắt tôi, cô ấy là một người đàn ông, là người có thể làm huynh đệ bằng hữu. Anh... Phượng Hoàng, vợ tôi phải biết lãng mạn, phải nữ tính. Phượng Hoàng không phải là một phụ nữ thông thường. Trong mắt tôi, cô ấy là một người đàn ông, là người có thể làm huynh đệ bằng hữu. Báo cáo, nữ tướng của chúng ta về nhà đẻ rồi này. Chính quỷ, hoan nghênh hoan nghênh. Chính quỷ, đây là thành viên đoàn dân công của tung đội độc lập. Đây là Kim Bảo Sơn, trước đây là chủ gánh hát, có từng nghe nói tới, diễn viên nổi tiếng. Chào trưởng quan. Sau đó nghe nói bị Mạnh tư lệnh cướp lên núi, thành tuyên truyền viên kháng Nhật đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh. Xin chào trưởng quan. Chính quỷ, Kim Bảo Sơn tiến bộ rất nhanh, còn biên tập truyện kháng Nhật của chúng ta thành kinh kịch, các chiến sĩ đều rất thích nghe. Tốt, xem ra nữ tướng của chúng ta cũng có chút thành tích trên núi Phượng Hoàng. Đúng vậy, chị Thục Quý.
Mấy đứa tới trả rồi sao? Bọn em nhớ chị chết đi được. Chị cũng nhớ mấy đứa. Nằm mơ cũng mơ thấy em. Thật sao? Mấy đứa khỏe không? Khỏe ạ. Dương Tư lệnh, quân Bắc Lộ các anh thật lợi hại. Vừa mới đánh bại trận, sĩ khí vẫn cao như vậy. Rất kính phục. Sĩ khí của bộ đội nằm ở việc các chiến sĩ biết mình chiến đấu vì ai, biết rằng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Những điều này tạo được từ công tác chính trị. Thắng không kêu thì dễ, nhưng mà thua không nản thì khó. Tuyên truyền chính trị của Cộng sản Đảng thật sự cao minh. Từ thời đại Hồng Quân, chúng tôi đánh thắng nhiều mà thua cũng không ít. Lần thứ năm phản công Dẹp Phỉ mấy năm trước là một thất bại rất lớn. Thiên bại mà Mạnh Tư lệnh nói cũng là thứ cần có trong binh pháp. Ai? Là tôi, phó tư lệnh. Đặc phái Dương Trương, sao anh lại ra đây? Xem náo nhiệt của người khác, nhạt nhẽo. Xem náo nhiệt của người khác là sao? Lẽ nào phó tư lệnh không nhìn ra được sao? Đây là náo nhiệt của Cộng sản Đảng. Tôi lo sớm muộn cũng có ngày. Đội ngũ mà phó tư lệnh rất giả dựng lên này, không chỉ họ Mạnh, e rằng còn họ Cộng. Tôi mặc kệ nó họ gì, quan trọng là đánh giặc. Đánh giặc là tôi vui. Trước giờ Bác Lộ đều du mà không kích, nắm bắt thời cơ tăng thêm sức mạnh. Tôi lo đội ngũ này của họ ở lâu quá trên địa bàn của chúng ta. E rằng gì? Phó tư lệnh, có một loài chim nói, nó không biết làm tổ, hỷ thứ có lòng tốt cho nó ở nhờ tổ của mình. Nhưng sau đó chim ngói đuổi hỷ thước ra ngoài, còn bản thân mình trở thành chủ nhân của tổ. Ý anh là Bác Lộ sẽ bá chiếm địa bàn của chúng tôi sao? Không chỉ là bá chiếm, hơn nữa còn muốn nuốt chửng các cô. Phó tư lệnh tuyệt đỉnh thông minh, chắc cũng thấy được chứ. Tục ngữ nói nuôi hổ làm quạ, không thể không đề phòng lòng người. Phó tư lệnh, vậy anh nói phải làm sao? Âm thầm điều động bộ đội nuốt chửng Bác Lộ. Tới lúc đó tôi lập tức điện báo cho Trùng Khánh, chính thức thăng cấp sư, cho tung đội của chúng ta gia nhập hệ thống chiến đấu của quốc quân. Tới khi đó phó tư lệnh chính là công thần của đảng quốc. Không cần nói nữa, đặc phái Diên Trương, anh là đặc phái viên quốc dân đảng cử tới, vậy thì bất hòa với đảng cộng sản rồi. Bác Lộ vừa mới cứu chúng tôi, lẽ nào chúng tôi đến quán báo ơn sao? Phó tư lệnh, tôi tuyệt đối không làm được. Tôi cũng là nghĩ cho cô. Ý anh là Mạnh tư lệnh sẽ hại chúng tôi sao? Lòng người thâm sâu. Phó tư lệnh, Mạnh tư lệnh tuy là người tốt, dù anh ấy anh minh đi chăng nữa cũng không ngăn được có nữ nhân mỗi ngày lời ngon tiếng ngọt bên tai. Anh hùng khó qua ải nữ nhân. Anh đang nói tới Lý Thục Quý sao? Mạnh tư lệnh bị con đàn bà Thục Quý đó mê hoặc. Sớm muộn có ngày đội ngũ của chúng ta sẽ họ Cộng. Vậy phải làm sao? Ra tay trước chế ngự đối phương, ra tay sau bị đối phương chế ngự. Có gì nói thẳng, đừng tỏ vẻ nho nhã. Phó tư lệnh, sự việc cấp bách, cô phải quyết đoán, bằng không sẽ muộn thật đấy.
Mạnh tư lệnh. Được. Các đồng chí vất vả rồi. Đoàn kết kháng Nhật, cứu quốc. Vết thương trên đầu còn đau không? Báo cáo thủ trưởng. Không đau. Không đau là giả. Ngực của tôi bị mảnh đạn xuyên qua, đến giờ vẫn còn đau. Nhưng có đau đi nữa cũng phải nhịn, để đuổi chủ nghĩa Nhật Bản ra khỏi Trung Quốc. Cho dù có đánh mất răng, ngậm máu cũng phải nuốt vào trong bụng. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Đuổi bọn Nhật ra khỏi Trung Quốc. Đuổi bọn Nhật ra khỏi Trung Quốc. Các đồng chí, mời Mạnh tư lệnh nói vài câu với mọi người, được không? Được. Mời. Các anh em, hôm nay có thể nhìn thấy mọi người như này khiến mình mổ tôi kính phục. Mọi người từ sâu thẳm đáy lòng, mọi người rất giỏi. Đánh thắng trận không khó, khó là bại trận mà vẫn không nản. Đây là gì? Đây là tinh thần và ý chí chiến đấu. Ý chí này là trọng tâm của một quân đội gan thép. Còn Bát Lộ chính là một quân đội như vậy. Chúng ta là hữu quân kháng Nhật. Hai hôm trước phát sinh vài chuyện không vui, nhưng tôi cho rằng điều này không quan trọng. Tại sao? Hai con chó nhốt trong cùng một lồng còn cắn nhau, huống hồ bị nhốt cùng trong một cái lồng này, là hai con hổ. Mạnh tư lệnh nói rất hay. Tôi cũng nói vừa mà thôi. Dương tư lệnh, chính quyển Ngô, tôi có một thỉnh cầu, không biết có thỏa đáng hay không. Mạnh tư lệnh, không cần khách sáo, có gì cứ nói. Như các anh nói thì đây gọi là công tác chính trị. Tôi cũng muốn mang nó tới quân đội độc lập của chúng tôi. Các anh phái cán bộ chính trị qua chỗ tôi đi, hay người huấn luyện cũng được. Mạnh tư lệnh, về công tác chính trị là phạm vi chức trách của lão Ngô. Việc này anh phải hỏi anh ấy. Đưa công tác chính trị vào có thể tăng cường sức chiến đấu của bộ đội. Đây là cách hay, tôi ủng hộ. Nhưng hiện tại chỗ anh đã có sẵn người rồi, còn gì? Ai? Lý Thục Quý sao? Đoàn Văn Công. Sao? Không dữ ý hả? Không, dữ ý, dữ ý. Lão Ngô, tôi thấy không được. Mạnh tư lệnh, các anh gọi là quân đội độc lập, mấu chốt nằm ở giữa hai chữ độc lập. Chế độ chính trị là chế độ của quân Bát Lộ chúng tôi. Chúng tôi phái người qua quân bạn làm công tác thế nào được? Đúng thế, chúng ta là hữu quân, không có quan hệ lệ thuộc. Lý Thục Quý vẫn nên làm chủ nhiệm hòa giải, thích hợp hơn. Cô ấy làm việc ở chỗ của anh, nhưng vẫn là người của chúng tôi. Tất nhiên, nếu như các anh cần, cô ấy có thể giúp đỡ các anh công tác tuyên truyền cổ động. Quyết định thế đi. Mời, được. Lão Ngô, chút tình hình vừa phát sinh, không biết anh có nhìn ra không? Tình hình gì? Lúc Mạnh Vân Tiêu nói việc chính quỷ với chúng ta, biểu cảm của quả phượng hoàng rất có ý vị sâu xa. Đúng, tôi cũng cảm giác được. Theo tình hình trước mắt, chúng ta không nên ở đây quá lâu. Ở lâu có thể khiến một bộ phận của tung đội độc lập nghi ngờ, thậm chí là châm ngòi cho cuộc chiến. Đúng, từ sự việc phát sinh mấy ngày nay thì thấy đội độc lập có vài người lo chúng ta sẽ chiếm đóng không đi. Hơn nữa, rất có khả năng là đặc vụ quốc dân đảng gây chia rẽ, cung cấp cơ hội. Nhưng chúng ta không ở đây thì đi đâu được chứ? Bộ đội vừa mới bại trận. Sau khi địch chiếm được căn cứ địa bị phá hoại rất nghiêm trọng. Địch còn tu sửa không ít lô cốt ở đó. Tạm thời chúng ta vẫn không về được, quay về cũng sẽ có khó khăn rất lớn. Nhưng có khó khăn nữa, chúng ta cũng phải quay về. Phải. Nhưng tôi lại thấy chúng ta nên ở đây thêm một thời gian. Như vậy có thể tiến một bước làm rõ khuynh hướng chính trị của Mạnh Vân Tiêu. Trước mắt mà nói, Mạnh Vân Tiêu đang nghiêng về Bác Lộ quân đảng Cộng sản. Chúng ta ở thêm một thời gian, có thể tiến hành một bước đấu tranh và ảnh hưởng Mạnh Vân Tiêu, quả phượng hoàng. Tư lệnh, chính quỷ,
Mạnh Vân Tiêu chủ động đề xuất chúng ta cử người tới tăng cường công tác chính trị cho Tung đội. Tại sao chúng ta không cử người đi chứ? Thời cơ chưa tới. Lúc này nếu như cử người vào nữa, ắt sẽ dẫn tới tâm lý lo lắng của bộ phận nhỏ Tung đội độc lập. Trước mắt, kẻ địch ngoan cố, tình thế rối ren. Trong tình huống như này, có tồn tại lực lượng thứ ba nghiêng về chúng ta sẽ càng thêm có lợi cho chúng ta. Đứng lại! Đây là căn cứ quân sự, không phải chỗ ăn xin. Tôi tìm Khổng tư lệnh của các cậu. Một đứa ăn xin như cô tìm tư lệnh chúng tôi làm gì? Tôi là Mạc Bích Lan. Là thiếu phu nhân sao? Chị, chúng ta đến đâu rồi vậy? Tôi không phải thiếu phu nhân gì. Cậu nói với Khổng tư lệnh, tôi đưa Khổng tư đông tới rồi. Tôi đáng chết không nhận ra cô. Tư lệnh ở bên trong. Mời vào, mời. Anh Tiểu Đông, anh tưởng là không còn được gặp em nữa rồi chứ? Ai đi em về? Là chị Bích Lan đi em về. Bích Lan, không cần gạt nữa, đốt hết đi. Trung Quốc lớn, nhưng không còn chỗ cho một thiên nhân tồn tại nữa rồi. Em thấy anh đã khác trước. Phải, anh đã không còn là Khổng Định Đống một chiếc lá rơi cũng sợ trúng dở đầu nữa. Nếu như một năm trước anh như bây giờ, có lẽ cuộc sống của em sẽ là một hình hài khác. Lính Cần Vũ, có. Tiểu Đông, cùng anh trai ra ngoài rửa mặt được không? Được. Con người cũng sẽ thay đổi. Một vài lý tưởng bị dập tắt thì có những lý tưởng khác sinh sôi. Cha anh cả đời tin tưởng trung hiếu nhân nghĩa, nhưng rồi đã sao? Đến cuối cùng vẫn đi làm hán gian, nương nhờ vào người Nhật. Bắt đầu từ khi đó, ước mơ của anh đã bị dập tắt rồi. Từ xưa tới nay, trung hiếu không thể diện cả đôi. Anh không nhìn anh em dân quân của mình đi làm hán gian, đi nương nhờ người Nhật. Định Đống, em phát hiện trước đây em nhìn nhầm anh rồi. Không, chúng ta đều đã nhìn nhầm đối phương. Em xem, chỉ là nói chuyện với em. Đi rửa mặt, thay đồ. Đi. Em thấy anh bây giờ với trước đây như hai người khác nhau. Em cũng vậy. Em có thay đổi sao? Tất nhiên. Thực ra chúng ta đều đang thay đổi. Em đã thay đổi, chỉ là tự mình không cảm nhận được thôi. Bích Lan, anh luôn muốn nói với em, việc quả phượng hoàng bắt em lên núi là anh có lỗi với em. Anh đừng nhắc nữa. Là Khổng gia có lỗi với em. Nhưng em lại lấy đức báo oán. Lần này còn mạo hiểm cứu Tiểu Đông. Em thấy tất cả đều do vận mệnh sắp đặt. Vận mệnh là thứ chúng ta không thể trốn thoát được. Nhớ lại tất cả giống như một giấc mơ. Thực ra những người quả phượng hoàng không cố ý muốn trói em, nhưng em lại trùng hợp gặp phải. Lần đầu tiên họ đi bắt nữ nhân, em trải qua ngàn khốn vạn khổ, khó lắm mới trốn ra khỏi ổ thổ phỉ. Nhưng cha anh lại cho em về con đường cũ. Em cũng hết cách, đành quay về ổ thổ phỉ, bắt cóc em, hủy đi hạnh phúc của em. Bích Lan, anh xin lỗi. Em cũng từng oán trách, hối hận. Nhưng bây giờ em không oán trách, cũng không hối hận nữa.
Em nghĩ rằng tất cả đều do vận mệnh sắp đặt. Không, em đừng nói nữa Bích Lan. Khổng Đình Đóng Anh là một thằng khốn nạn. Anh là một thằng hoàn toàn khốn nạn. Anh đã mù mắt. Lúc đó Quả Phượng Hoàng bắt em đi, anh không ngăn cản. Anh sợ hãi. Anh hèn nhát. Anh là thằng đàn ông hèn nhát ích kỷ. Nhưng em biết không, quan trọng hơn cả, lúc đó anh không yêu em. Nhưng bây giờ anh phải cảm ơn ông trời, lại đem quay về bên cạnh của anh. Không, lần này em đưa Tử Đông quay trở lại, em phải đi ngay. Đi. Đi đâu? Núi Phượng Hoàng sao? Anh suýt nữa quên mất, em đã là áp trại phu nhân của Mạnh Vân Tiêu. Mạnh Vân Tiêu không phải nhanh tưởng tượng đâu. Vậy hai người, không phải anh nói những lý tưởng đang sinh sôi, còn có những lý tưởng bị dập tắt rồi sao? Lý tưởng của em chưa bị dập tắt. Lý tưởng của em là làm một cô giáo, đưa những đứa trẻ đi chơi trong ngày thanh minh dưới ánh nắng. Bích Lan, em nói khiến anh hồ đồ rồi. Em rốt cuộc là muốn đi đâu? Về nhà. Canh thịt dê, màn thầu. Cô nương muốn ăn gì? Ông chủ, cho cháu hai cái màn thầu, một bát canh thịt dê. Được, hai cái màn thầu, một bát canh thịt dê. Màn thầu của tôi, bắt hắn lại. Ăn trộm này, ăn trộm này. Đánh chết ngươi. Mọi người đừng đánh nữa. Ăn trộm này, ăn trộm này. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cậu ấy vẫn còn là một đứa bé, mặc quân trang không đánh giặc, lại ở đây ăn trộm. Lột da cậu ta ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lột da cậu ta ra. Các anh làm cái gì vậy? Đây là gì? Cầm qua đây. Tôi không biết chữ. Có ai biết chữ không? Tôi xem. Đất nước nan nguy, giặc nhật hung tàn, quốc gia hưng vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm. Tôi đây muốn đi lính, nhưng tuổi đã cao, mai mà có con, tự giác xin đi giết giặc. Cờ bang bên mình mọi lúc, bị thương lao máu, chết lấy bọc người. Dũng cảm tiến lên, không quên bổn phận. Bà con, đứa bé này là Quân Tứ Xuyên, là anh hùng kháng Nhật. Giống vậy Tứ Xuyên chúng ta không bị giặc Nhật chiếm lĩnh, nhưng họ khắc ghi lời dặn dò của cha ông, không quản đường xa dặn dặm từ Tứ Xuyên tới bảo vệ chúng ta. Nhưng chúng ta lẽ nào chỉ vì hai cái màn thầu này sao? Tạo nghiệp. Cháu trai, ông đại diện cho người dân nhận tội trước cháu. Ông mau đứng dậy đi ạ. Ông làm cái gì thế? Không đánh thắng trận được. Cháu xin lỗi. Cháu nhất định tìm thấy bộ đội, quay về tiếp tục đánh giặc. Như này mới là tấm gương tốt. Có ý chí, có ý chí. Em trai, em đừng sợ. Em rất giỏi. Ăn đi. Cảm ơn ông chủ. Cậu ăn từ từ thôi, đừng để nghẹn. Đúng đấy. Cảm ơn chị. Lâu rồi em không được ăn ngon như thế này. Phải rồi, tôi còn chưa biết tên của cậu là gì. Họ đều gọi em là ớt nhỏ. Ớt nhỏ sao? Vậy lát nữa cậu định đi đâu? Em cũng không biết.
Bộ đội bị đánh tan. Em tìm mấy tháng rồi nhưng không tìm thấy. Chàng trai, hay cậu ở lại đi. Tiệm tôi tuy nhỏ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng vẫn nuôi được cậu. Cậu làm chạy bàn cho tôi. Không, tôi phải đánh giặc. Nhà tôi cũng là dân làm ăn. Nếu như không phải vì đánh giặc, tôi đã về Tứ Xuyên lâu rồi. Ớt nhỏ, hay cậu đi theo tôi. Chị sao? Đúng, cũng đánh giặc sao? Thật sao? Tốt quá rồi, vậy chúng ta đi. Đi. Ông chủ, tính tiền. Không dám, không dám. Tôi khiến cậu bé bị oan ức. Bữa này coi như là nhận lỗi với cậu bé. Như vậy không được. Cầm lấy. Đây là tiền đi đường. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Chúng ta đi. Đi.